À, đây bị sốc rồi. Trái không có đậu máy nhỉ? Ừ. Nó bị sao? Cái này chị có tưới thường xuyên không? Có. Cái này đậu như thế này cũng đậu tầm tầm đấy chứ. Vài hột lắm chứ. Mấy năm nó không nhiều, không không vài hột đâu. Cái này thì cũng tầm tạm, đúng không? Tầm tạm thôi, chứ không. Nói chung là năm nay ở đây mưa chứ chị. Cái này cái khác đúng không? Mà sao bút này bé thế nhỉ? Cái mùa trái mùa này nó khô, nó có nước đâu mà nó bé. Đây này. Cái này chị phải tưới nước thường xuyên. Hai nữa, ví dụ là chị gần nhà này, cứ dưới trời mưa dưới nó mà nó đậu mà cái này do cái tình trạng nó sốc nhiệt, nó nắng nắng quá là nó rụng này. Và nó không có đóng chùm được. Ví dụ là cái này là chị nó mà sổ sổ nó có cái trái nó hơi đen đen đầu á. Là chị mua thuốc mà chống rụng, nói canxi á, canxi bò á, xịt xịt cho nó luôn. Với lại là cứ buổi trưa mà nó nắng là chị xịt lên lên cây á, lấy nước xịt lên cây á, là nó cũng đỡ, nó đỡ đi rất nhiều, nó đậu nhiều. Cái này thì nói chung so với người ta thì cái này cũng có đậu này, có đậu không ít đâu. Nói vậy chứ nó chưa to đó. Cái này bây giờ chỉ giữ ẩm cho nó, cứ tuần tưới một lần được. Nhưng mà cứ phải xịt thường xuyên lên cây. Cái này thì an toàn rồi này. Cái này to này là an toàn rồi này. Cây này cũng được chứ. Cây này cũng đỡ. Mấy cây to kia là không được mấy. Cây này cũng được, trái này được rồi. Nhưng cái này nó sổ sớm này. Cái này sổ sớm. Cái lớp này là không có. Được chứ chị, cái này được mà. Không được hả? Đây này. Bên đây là sai gì, bên đây là ra. Trái này, cây này cũng được đó, không ít đâu. Cây này thì nó bị ấy quá. Cái này nó đi đọt nhiều. Cái này nó đi đọt nhiều chứ. Cái này thì hỏng rồi. Trái ít. Như vườn của chị đây mà gần nhà mà làm như thế này thì hơi kém. Có làm có quá gì đâu. Hơi kém. Cái này ông nhà chị là cứ được thì được, mắc thì mắc, chẳng không quan tâm đâu. Chỉ tưới đều đều đó là được. Nhưng mà ông đây này có những trồng sai. Đây này em này. Sao có bên nó là không trái chứ bên này nhiều hơi không? Đúng rồi, nó nhiều tùy cảnh. Trái đĩa nhiều chứ đây cũng tạm tạm nhưng mà được cảnh thôi. Đây thì cục cái kia đúng không? Đây, tại đây. Sao nó cũng như thế mà sản là không đậu em không? Đúng rồi. Chứ có phải là cây nọ cái kia đâu. Còn cây kia là này không có mấy. Nói chung là cả cây được như thế này thì ngon này. Ừ. Đúng không? Ừ. Cái nhưng này cái dạng cây to thì phải đậu như thế. Đúng rồi. Nhưng mà không đáng kể. Năm nay cơ bản là cái bộ lá cũng có đấy nhưng mà sao không đậu rồi? Mà chỉ bằng tưới đấy chứ không phải bỏ đâu. Cái này á, lúc em chỉ cho thì sang năm á, ra hoa xong á mà nó đen đầu á, cái trái mà cái thằng hoa. thằng mà giống như đậu, hạt đậu xanh á, đúng không, là lúc bấy giờ á, là nó nhạy cảm với thời tiết lắm. Mà nếu mà nắng quá là nó rụng. Ấy thì chị nói em rất kỳ cục, nó đậu là nó đậu luôn, mà nó không có là không có luôn chứ không phải nó nhỏ nó mới rụng đâu. Cái loại này á, nó cái này chắc chắn thì nó không phải phải nó đậu như thế này này chị này. Thì không thể nói là không đậu được. Cái trái non chắc chắn có đậu trái non, chị không để ý thôi. Còn nếu mà nó đã rụng một loạt lúc mà ra hoa, nó sổ nhị, trước khi sổ nhị ra hoa mà nó rụng, nó rụng một loạt luôn chứ không bao giờ đậu kiểu này đâu. Đó. Em thấy chị lắc đác trên kia nó cũng đậu kìa. Cũng có đấy chứ không phải có, nhưng mà lơ thưa. Nhưng cái này là do chắc là trời nó nắng quá. Nắng quá, chịu không nổi. Đúng không? Mấy ngày nay nó nắng quá là nó đi hết. Cái này không bật tư thì hơi kém này, nhìn là biết này. Đậu ít quá. Ai chà, cũng không ít đâu. Cũng không ít đâu, tại nó nhỏ. Đây này chị này. Thấy rồi. Mình nó tại sao nó đậu toàn ở trong tán này. Nó đậu nó có cái bộ lá nó che này. Chứ chị thấy ví dụ cái đây nó phơi nắng đây nó làm gì có đậu. Đúng không? Có chị ở đây không hay là còn đâu nữa? 50 cây cái này nó có đậu nhiều. Nhưng mà đậu ít ạ. Đậu ít à? Cái này ẩm dưới đất ẩm không mà. Ẩm xì xì mà. Trái quá đã luôn hả? Không tưởng tượng được luôn. Đây này. Đúng rồi. Qua thứ gì chứ phải bơ. Trái nó nhiều này. Đấy. Cái lớp này dưới nhà được vài chục quả, còn cái lớp này là rụng hết mới đâu. Không, nó nhiều này. Cây này đậu nhiều này. Cây này thì khỏi phải nói em qua này. Đúng rồi, đậu. Chỉ cái vài bữa thì phải hái bớt chứ làm gì được. Đậu này, đây đậu nhiều. Em nhìn như thế này thì vườn của chị dưới thì trong vài tấn. Bữa nào em có thời gian vào em bảo anh đưa em xuống vườn coi. Ừ. Em thì không, 34 năm nay đậu cũng nhiều lắm.
Nhưng mà đậu không có cây nào đậu như thế này đâu. Chị đã nói cây cục làm sao với vườn của chị 50 cây, nếu đậu như cây kia là cũng đỡ rồi, nhưng mà nó ít lắm. Nó thoáng thoáng vài hộp thôi mới đậu rồi chứ. Mà cái cây này sao? Nhưng cây này sổ nhụy sau à? Hả? Cây này sổ sau à? Thì nó cũng cùng nhau một lời cơ mà sao kỳ. Nó mới không nói chị, em nói với chị cái cây 034 này này. Là nó sổ cái 034 khác, 034 với bơ bút là khác nhau á, là ví dụ nó cũng làm hoa. Nó sổ rất là nhanh, nhưng mà trong cái thời gian nó sổ đó nó sổ nhụy làm thành 5 đến 6 lần một cây á, chứ không phải nó bung một phát là hết đâu. Nó sổ nói chung là cứ rai rai là lớp to lớp nhỏ lớp mụn đấy. Đấy đấy là nó sổ 5 6 lần, như thằng bơ bút chỉ 2 3 lần thôi. Đó, nhưng mà thằng bơ bút lại kéo dài rất là lâu. Đó. Nhưng chị cũng không nghĩ được cái cây này nó sai gì mà em qua này. Rồi cây này thì ngon rồi. Quá thiệt. Bởi vì sao là cái cây này em biết, chị biết sao? Quả chị dinh dưỡng rất là nhiều luôn. Bỏ đất nó tốt thì rất là nhiều, nên là không có sợ là trái nó eo ọt đâu. Đó. Nó nhiều đó. Nhiều nó phải cho phân nhiều vô một thứ thôi. Cái này em thấy chị đất của chị một lớp mùn này thì cây nó ăn là hết. Đó. Cái này là hồi đó là vỏ cà, vỏ chăn, vỏ đồ nó nằm ở đây bát nó. Đây là không bơ khủng đây à? Bơ khủng này là cây đến ngã rồi nó vẫn có trái nó thài. Ừ. Bơ đây được 1,5 kg không? 2 kg to nhất, còn không gớm vậy à? Cái này để bữa nào vào cắt ít đọt về ghép. Đây này, cái bơ mà nó phải đẹp, da đẹp đó là nó phải bộ lá như này. Cái cây này năm ngoái chị nói với em là nó xoay quá đi, cái nó đổ, nó gió nó đổ. Cái này hôm bữa em vào bé tí, giờ to thế ta? Cái trái đã. Trái to thật đấy. Ừ. Mau lắm. Mấy bữa nay chắc em phải vào em xin ít về ghép. Đó, đây này, cái dãy này là bơ này hết. Quá đẹp không? Cái này to này, đẹp này. Đều. Nhưng mà cây này thì lại ít trái. Cái này đẹp này, cây kia này, cây này trái nhiều. Trong thân nhiều. Ở dưới dãy của chị có à, đây. Cái thằng này đây. Ra đây em chỉ cho. Đây. Đây này, ông nội đây này. Đúng chưa? Đây nha, không phải nói là nó không đậu nha. Nếu mà cái hiện tượng này chị nha, cái hiện tượng này là hiện tượng nó bị sốc này, thui hết rồi. Cái này anh không chịu phun cho nó này. Đấy là nó cũng sổ nhị xong rồi này, hiểu chưa? Nhưng mà do là mình nó không có đậu này, nó không có hình thành hạt non rồi đó. Nhưng mà mình không có, trời nó nắng thế này mà làm sao chịu nổi chị. Mà đây chị vẫn bắt thứ đều ấy, chứ chị không nói được. Chị phải xịt thẳng hẳn lên cây á. Xịt nước lên cây. Ừ, bữa giờ chưa xịt thẳng lên cây á. Chị thả lên cây, cái này chị, cái này anh bảo anh cưa đọt đi. Cưa hết rồi chứ, bấm hết rồi chứ. Hạ xuống đi, hạ tiếp xuống, đừng để cao quá. Đó được chứ, bấm đầu ngay đó, đang lên chạm lên, bữa nào cưa. Đó, cưa bớt đi. Cưa luôn cây đằng kia. Cái lớp này còn nhiều lắm, mà cây đằng này là không đậu mới đâu. Đúng không? Ít đậu. Ông kia một vườn mấy chục cây đây kìa, mà không hề đậu một quả nào. Kém. Làm ví dụ là nếu mà không đậu ông này này, cái tầng lá kia em nói với chị, cái tầng lá rất là đẹp luôn. Không đậu mà không đậu luôn à. Ừ, đậu. Cái này do là không biết cách xử lý chị. Cái này đây này chị này. Lần năm sau á mà chị nó mà bị hình thành cái đầu non này này. Trong năm tao phải điện chú phải sớm. Ừ thì em làm theo quy trình của em luôn, em chỉ luôn cho. Rồi xịt nó với lại là giữa trời mưa trời nắng á, phun lên cây cho nó mát thì nó mới không đậu được. Ừ, cái này cho bác lên cao. Bé cũng được mà không thì chị có ống này xịt tí chứ mấy mà xịt. Không mà tư sao giờ đã làm canh rồi? Gãy tay gãy chân đó em ạ, em chụp xuống. Không đậu quả nào chứ nào? Không đậu luôn, đậu ít, đậu em đậu nhiều lắm, của em đậu đậu kín luôn. Đúng rồi. Đầu 034 034 nó dễ làm. Chị biết không? Lần đầu á 034 của em á, cái lứa cái lứa đầu á em cũng nghĩ đâu nó không đậu. Nhưng mà càng về sau em càng nhìn, em càng đi phun thuốc nó bảo kiểu này chắc cây này không ăn thua. Không phun luôn. Nhưng mà càng nhìn vào á cái trái li ti càng đầy luôn. Đến bây giờ hiện giờ nó hiện ra nhiều lắm chưa? Của chị dưới là nó chỉ bây giờ nó lác đác thôi. Nhưng mà cây đẹp lắm. Đúng rồi, 034 của em thì nó nhỏ hơn đây. Nó không được, nó không to bằng đây. Như cái dàn kia hết, không có thư của chị dưới sân đắt nó tốt á. Rất tốt. Đây này, cái bơ khủng của chị này bán cũng được tiền đấy chị này. 30 ngàn ký. Không, em không biết chứ. Đâu, em không biết như cứ 20 nghìn là ngon rồi chị. Hả? Cứ 20 nghìn là ngon. Nó là chính vụ luôn đấy. Ừ. Cứ 20 nghìn là ngon. Cái bơ này em nói thật với chị. Chị cứ bảo thôi.
cứ một trái hơn một ký. Ui giời, đẹp thế nhỉ. Này. À, cứ cái bơ này cứ hơn chục, cứ là cứ hơn một ký thì chị, em nói với chị cái cây này chỉ cần 50 trái thôi. Nó đã mẹ gần tạ mẹ rồi. Rồi. À, bơ to thiệt. Bơ đẹp lắm. Đẹp. Nó ngoái mấy cây này sai này, nó này kìa. U, trái 1, 2, 3. Đây này, cái lớp này nhìn cũng có này. Đó. Có. Chắc em phải chuyển bớt qua thằng này đây. Năm nay chồng chồng thực sinh. Đúng rồi, mình đỡ phải chăm bón. Chứ thằng buồng bút này khó làm, công nhiều quá chị ạ. Chị thấy như chồng không có tư, chị cũng thấy hấp dẫn đấy. Không có tư thì giờ người ta trồng nhiều quá. Không. Bây giờ phân tán bớt đi. Ý là thì chị cứ thứ ít thôi. Đúng rồi. Không có tư dưới được 50 cây với cái loại này được chục cây. Đó. Cái bơ cái chục cây như bơ kia nữa. Nói chung là chăm ngon là. Như cây đây, này. Cây đây bảo anh dí thêm cây nữa vào đây. Bà anh dí thêm cây không bao tư nữa vào đây. Đâu, cái này được tới thì chị tính mua mít về chị trồng. Cũng được. Hả? Cũng được. Ừ. Em có một lứa nó to hơn đây rồi. Ừ. Một lứa nhưng mà không phải, cái trái của em to hơn đây đó. Nó không như thế này mà nó bóng lắm. Chị biết không? Chị bỏ chị ngủ ủ cái phân đậu nành á. Chị về chị bỏ cho nó đỡ tiền, đỡ tốn tiền phân. Đó. Bóng trái. Cái này mà làm ấy thì ngon này. Ủa cái này sai thiệt rồi. Rồi. Thôi đi, chị làm đi. Đẹp, cây này đẹp quá đẹp luôn. Đúng rồi. Cái này em nói thật với chị, nếu mà nó đậu như thế này không khác gì Lâm Đồng luôn. Đúng rồi, ơi. Đúng rồi. Cái này không khác gì đậu như ở Lâm Đồng luôn. Nó mà to lên thì nhiều. Chuẩn. Cho vào trong gốc cây cho bà là được. Cái gì đó? Đúng rồi, nhiều. Năm tới chị làm bơ bút như em nói á, nó sẽ đậu rất là nhiều cho chị. Đây này trồng được 2 cây sầu riêng, được 5 cây, cuối cùng chết cho 2 cây, 3 cây. Cái này mút sơ kinh à? Kinh đấy. Nhìn cái lá luôn. Mấy? Đúng phí tiền chị. Chị cứ theo cái cây giống làm gì. Em nhìn cái cây là em biết. Thực ra cái mút sơ kinh em nói với chị trồng nhiều người. Ý là trồng đó là để ăn chứ không phải kinh doanh đâu. Đúng rồi. Chị mua 3 cây 900 ngàn mà 5 cây mà giờ còn được 2 cây. Ui giời. Mút sơ kinh giờ cái loại gốc nhớt bây giờ có mấy nghìn đâu mà. Ý là hồi đó nó có giá thì mua để mà mãi thôi mà. Vâng. Vâng. Rồi, tiếp tục đi thăm cái vườn bơ này xem. Đậu không? Nắng quá, làm sao bơ đậu cho nổi vậy? Ai da? Tưới hết à? Đó, bạn xem. Xây hẳn bể tưới nước. Thôi rồi, teo rồi. Cũng sơ sơ thôi bạn, không đậu nhiều lắm. Vườn này là vườn của ông chú. Nhiều lắm. Nói chung là ở đây là một mình ông trung tâm 8-9 hectare bạn. Nhiều kinh khủng luôn. Để đi. Rồi cây này không đậu rồi. Tèo. Bẻ rộng quá mà. Cây này không biết làm rồi. Đậu trái non này. Đậu lắc đắc, phân hóa mầm bông không tốt. Này. Cái này phân hóa mầm bông không tốt. Không ổn. Nói chung là đậu kém lắm. Ồ, không được rồi, hỏng hết rồi. Hư hết rồi bạn. Nói chung là mình không có thời gian đi vào hướng dẫn ông làm mà.
ông em làm hư hết rồi các bạn, không có tưới được thường xuyên, nhiều quá mà đâu có tưới được, không giữ ẩm được. Đây là cái tỷ lệ đậu kém, thế này là thất bại rồi. Thôi không đi xem nữa các bạn nhé, nhìn lại là biết rồi. À, vườn của ông rộng lắm, vườn này đây là tiêu có nghĩa là tới 6-7 nghìn trụ, cà phê thì ông này thì ông nhiều thơ luôn. Còn nhìn hệ thống kho tàng là các bạn biết nhá, đây cái bể chứa này ông bơm 15 tiếng liên tục không đầy các bạn nhé, mới đầy nhá, để cho công nhân tắm thôi, tắm xong cái này là thiếu nước rồi hút đi các bạn. Chỗ này là chỗ đặt bơm này. Đó. Đó, khủng khiếp lắm các bạn ạ. Rồi vô nhà mình không quay nhá, mình quay sơ sơ cho các bạn xem. Rồi các bạn ơi, tình hình căng như thế đàn. Chỗ này chết rồi. Hôm nay thì vừa đi làm, kết hợp đi làm với lại thăm mấy vườn bơ, mà tình hình cập nhật thời sự các bạn căng quá. Nói chung là em mở khẩu trang nói chuyện cho nó thoải mái các bạn. Nói chung là bơ thì năm nay mặt bằng chung là bơ bút là hư nhiều các bạn nhé, nói chung là không đậu mấy. Mình so với mình thì mình cảm thấy nói chung là may mắn hơn mọi người, nó vẫn còn đậu các bạn, vẫn còn đậu thôi nhá, chứ còn tỷ lệ như thế nào thì không nắm chắc được, bởi vì là trời nó nắng nóng quá các bạn, và các bạn biết mà ăn xong suốt ngày đi tưới mà vườn cách nhà lên tới cả mấy cây số các bạn, không phải lúc nào ăn chục nằm chờ các bạn, một tuần tưới một lần thôi, thì nhưng mà tình hình nắng như thế này thì cũng có nguy cơ các bạn nhé, cũng có nguy cơ. Mình giữ được đến thời điểm này là ngon lắm, nhưng mà đi kiểu thăm 1-2 vườn, đáng lẽ là mình đi qua cả Hà Leo cơ, phải thăm cái vườn của anh kia, mình chỉ trực tiếp mình chỉ cho anh làm đó, anh nói đậu rất là nhiều rồi, anh chịu khó anh tưới, nhưng mà không có thời gian các bạn, đi vô làm kết hợp công việc làm không còn thời gian nữa. Chỉ có trên đường đi về ghé lại thăm mấy cái vườn là người ta làm theo phương pháp khác các bạn mà thất bại hết rồi. Cái vườn đầu tiên của cái chị kia thì nó đắc đậu, nó đắc các bạn, mình cũng chỉ cho là đầu năm ấy, mình cũng chỉ cho cách là tạo cái bộ lá các bạn, nhờ có cái bộ lá đó, quan trọng nhờ cái bộ lá các bạn, nhờ cái bộ lá mà chỉ đầu lát đát được, còn đậu cũng thường xuyên tới, còn đậu ít các bạn. Nhưng mà đến cái vườn của ông chú này là ông công việc nhiều quá, diện tích ông rất là nhiều, ông hiện đủ thứ cây các bạn, cà phê rồi tiêu mấy ngàn trụ rồi sầu riêng và buôn bán kinh doanh các bạn này, ông không có thời gian ông làm, nói chung là mình cũng chỉ cho đó cái cách tạo lá tạo đồ, nhưng mà ông không có thời gian làm, không chắc là ông bỏ bê, ông là thất bại các bạn, thất bại luôn. Mình vô mình nhìn là mình thấy rồi, không cần phải đi kiểm tra nữa là mình biết là không có động các bạn nhé. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 3 các bạn, đi vô đi làm thực tế, và tại vì nửa tháng nay mình toàn lo đi tưới rồi lo làm ở nhà không các bạn, mình không có đi được, mình không cập nhật tình xã hội được, nhưng mà hôm nay đi làm thì nói chung là tình hình dịch bệnh rất là căng các bạn, rất là căng. Cũng may là nhờ các cơ quan ban ngành chính phủ Việt Nam mình vào cuộc rất là gọi là quyết liệt các bạn, cho nên là mình có hạn chế rất là nhiều luôn, rất nhiều luôn.
chứ mà không làm quyết liệt thì mình nghĩ là cực khó luôn các bạn. Nói chung là đất Việt Nam mình, nói chung là cái công tác chống dịch bệnh phải nói là quyết liệt đấy, phải nói là hiệu quả kinh khủng. Chứ mà không làm quyết liệt như vậy thì mình nghĩ là nó lan tận về đến ngóc ngách của mọi miền luôn. Thì mình vào mình làm cho cái chú kia thì chú bảo là người dân của mình như là đi làm công nhân ở các tỉnh về nhiều, hai nữa là không kiểm soát được. Ông ấy tính là đóng cửa luôn các bạn, đóng cửa. Ông ấy chấp nhận rủi ro, ông chấp nhận đấy, ông đóng cửa, ông không mở cửa nữa, không mở cửa. Nói chung là nhiều cái nhạy cảm thì mình không dám nói, không chia sẻ được. Nhưng mà ông ấy buôn bán một trong những doanh nghiệp lớn luôn đấy, mà ông chấp nhận ông đóng cửa các bạn. Nói chung là ông ấy ý thức tốt, ông đóng cửa để chung tay với lại là chính phủ, là nhà nước, các cơ quan ban ngành là để hạn chế cái chuyện mà lây lan dịch bệnh các bạn. Nói chung là ý thức của ông tốt đấy, ông chấp nhận chấp nhận không buôn bán nữa đấy, ông ấy chung tay cùng mọi người là giao dịch. Thì chắc ngày mai là ông ấy hết ngày này ông giao dịch, ông ấy cung cấp gạo hết cho bà con rồi ông ấy sẽ nghỉ các bạn. Ai cần thì ông ấy vẫn cung cấp. Nhưng mà mình tư vấn cho ông ấy là ông ấy lên đóng cửa cái buôn bán nông sản thôi, còn gạo cung cấp cho bà con thì nên mang sang một cái địa điểm khác để cung ứng gạo thiết yếu nhu yếu phẩm cho người ta, để cùng với lại là chính phủ mình nhé, là bình ổn lại cái cuộc sống của cho mọi người các bạn. Chứ giờ là ông đại lý lớn mà ông ấy đóng cửa nữa thì rất là gây hoang mang cho bà con ở trong vùng biển. Thì chắc ông nghe lời mình thôi, là ông ấy vẫn giữ lại là cung cấp gạo cho bà con các bạn, để cùng với lại là nhà nước mình ấy là bình ổn cái cuộc sống của cho bà con cái lúc khó khăn này. Làm gì thì làm, nói chung là khi mà xã hội mà xảy ra dịch bệnh thì mình phải cùng chung tay các bạn, chung tay là cùng nhà nước mình ấy là đẩy lùi cái dịch bệnh. Hai nữa ngoài cái nhiệm vụ đó thì mình trong cái khả năng doanh nghiệp hoặc là trong cái người dân mình kêu gọi luôn đó, người dân mình nếu có thể các bạn thì hãy cùng với ý thức một chút và cùng nhà nước mình, với cơ quan ban ngành, hợp tác cơ quan ban ngành là những ai mà có khả không cần thiết thì tốt nhất là không nên đi ra ngoài các bạn, hoặc là không nên đi xa để tránh cái tình trạng là lây lan dịch bệnh. Cái này lại là giảm thiểu cái công việc cho cơ quan chức năng. Các bạn cứ nghĩ coi, một người mà bị nghi ngờ các bạn, tiếp xúc người này người nọ rất là phiền toái, rất là khổ cực cho các cơ quan ban ngành, như là đi điều tra rồi đi xác minh rồi để dập dịch các bạn. Chi phí xã hội cao quá các bạn, chi phí cực kỳ kinh khủng các bạn. Đó, hai tội cho cán bộ công nhân chức các bạn. Thế bây giờ các bạn cứ nghĩ này, thôi bây giờ nó đang dịch bệnh các bạn, bỏ qua đi cái chuyện mà cán bộ này nọ các bạn, mình không nghĩ đến nữa. Bây giờ là những người đó là bây giờ thực sự người ta rất là tội các bạn này. Sự như vậy, còn cái cuộc sống bình thường thì thôi, cơm ai người ăn, việc ai người đó làm. Mình khôn thì mình đỡ thôi. Nhưng mà trong cái lúc này thì nó cũng sôi rửa bỏng này, thì những cái người đó, những cán bộ mà trực tiếp mà đi làm cái đó cực lắm các bạn. Người ta chả sung sướng gì đâu. Đó. Người ta còn vợ con, người ta còn cuộc sống của họ các bạn ấy. Thôi thì mỗi người ý thức một chút để cùng nhau vượt qua cái đại nạn này, đại dịch này các bạn.
phải nói đại dịch luôn. Các bạn cứ nghĩ coi, các nước châu Âu như Anh, Pháp, Mỹ các bạn bình thường cứ vỗ ngực xưng tên mà tao là cường quốc các bạn, tao là xã hội tối ưu các bạn. Nhưng mà qua cái dịch bệnh này các bạn so sánh đất nước họ đất nước mình xong, ai là tối ưu hơn? Đến nỗi mà bây giờ các du học sinh, các công nhân và Việt kiều thấy sợ quá nó phải chạy về nước, các bạn biết rồi. Thôi thì con em công dân mình thì mình về mình phải chấp nhận thôi. Thì mình hôm nay mình đi làm mình cảm thấy nó tình hình nó căng quá, phải chia sẻ thêm, kêu gọi mọi người thêm như vậy. Nói chung là một tháng này là mình không hạn chế đâu, ngoài gia đình mình, riêng gia đình mình cách ly hoàn toàn với xã hội các bạn. Mình nói thật luôn đó, cách ly hoàn toàn luôn. Như các cháu mà nghỉ học đó là mình không cho ra ngoài luôn, ở nhà 100% luôn, không ra ngoài không gì hết. Chỉ có bố mẹ ý thức được đi ra ngoài là giao dịch, ví dụ là nhu yếu phẩm các bạn, thì mình phải đi ra ngoài thôi đấy. Còn các con ông bà là tuyệt đối không cho ra ngoài, thì mình cùng chung nhau ngăn ngừa cái này mới được. Chứ còn bảo phó mặc cho nhà nước, phó mặc cho các cơ quan ban ngành thì mình nghĩ là nó không được đâu các bạn ạ. Không thể dập được các bạn. Ý thức tồi của mỗi người nó góp chung là cái dịch lây lan. Mình lên mạng mình đọc đâu đó vẫn có người chống cách ly, chống đối, nguy hiểm rồi. Những thành phần nó nguy hiểm thật các bạn, quá nguy hiểm rồi. Đánh răng mình không phải bị bệnh, nhưng mà mình đã từng tiếp xúc với họ ta, mình tiếp xúc với lại người cái nơi vùng bệnh vùng dịch. Mình về bình thường, mẹ bỏ xứ ra đi qua Campuchia, Lào cũng phải, cũng là đi ra nước ngoài bình thường, là anh bỏ xứ anh đi anh làm, em về có dịch bệnh em chạy về mà không chịu cách ly. Ông tính ông mang bệnh ông giết cả xã hội à? Cái đó ý thức kém lắm. Kém luôn. Hôm nay hơi lấn qua cái chuyện mà xã hội một tí, nhưng mà cái chủ đề chính là cái chủ đề bơ, thì nói chung là bơ năm nay các bạn nhé, quay lại vấn đề bơ, nói chung là phải nói kết luận, phải nói là bơ bút khó làm thiệt, quá khó làm các bạn này, đó. Khó làm kinh khủng luôn. Thì mình mở cái kênh YouTube ra để làm cái bơ bút các bạn, với mục đích mong mỏi là cùng mọi người giao lưu học hỏi các bạn nhé, chứ không ngoài mục đích gọi là câu like kiếm tiền các bạn. Thì mọi người cùng chung tay góp sức, cũng là vừa góp ý kiến để xây dựng ra một cái quy trình làm bơ bút các bạn nhé. Mình nói rồi, làm bơ bút không phải là ai làm được đâu, mình nói thiệt đó. Chia sẻ nhưng mà không chịu khó là làm không nổi các bạn nhé, làm không nổi đó, chứ không phải đơn giản nó các bạn nghĩ đâu. Thế thì ai mà đam mê, ai mà trồng bó bút rồi thì thôi cứ vào bình luận, mà các bạn xem giống như một cái mạng xã hội, chứ chẳng có gì hướng to tát như chuyện là YouTuber cái gì các bạn nhé. Đó thì cuộc sống của mình nhé, mình không phải làm cái đó đâu các bạn ơi, mình còn công việc, mình còn công việc khác để làm các bạn, thu nhập nó ổn định hơn rất là nhiều. Không, mình không làm cái trò đó các bạn nhé, mình không câu like câu view. Nói chung là cái chia sẻ của mình là chia sẻ thật lòng, chia sẻ để mọi người rút ra kinh nghiệm để làm thôi các bạn ạ, chứ không phải là mục đích gì cả. Thì các bạn anh chị xem, nói chung là nên góp ý chân tình để mà ra một cái quy trình để mọi người nói chung là ít thì nhiều thẩm thấu, nói chung là mình làm các bạn, để ra được một cái gọi là cái quy trình có cái để làm các bạn nhé, chứ không. Bây giờ là các bạn nghĩ coi, mình chơ vơ giữa một cái dòng sông mà không có cái cọc nào để bám hoặc là cái phao nào bám các bạn, thì có vẫn hơn các bạn nhé. Các bạn nghĩ coi, bạn đang đuối nước mà bây giờ chơ vơ giữa dòng sông mà không có cái gì để bám, thì thôi thì có cái gốc cây cũng có một gì cũng được, các bạn có cái để bám các bạn. Thì mình hy vọng rằng mình
đưa tới cho các bạn kiến thức ít thì nhiều về cách sử dụng bón thuốc, sử dụng phân, rồi tưới nước, rồi này nọ, rồi thì ít thì nhiều mình không áp dụng cái cây bơ thì mình áp dụng các cái khác các bạn. Bởi vì cái ngành nông nghiệp của Việt Nam mình, nhưng mình nói thật với các bạn chứ mình không thay đổi cái tư duy làm, mình không biết cách làm các bạn thì mình không trụ vững được các bạn, mình không trụ vững được. Như đơn cử để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện mà thật luôn các bạn, ở địa phương mình cái thời mà giá tiêu cao các bạn nhé, cái thời giá tiêu cao á là đổ xô đi trồng cà đang tốt lên, cà cà phê đang tốt và đang cho thu nhập tốt, một năm 2 hectare cho tới 10 tấn các bạn. Không hiểu vì sao mà nhổ sạch xanh đi, mình can ngăn nhiều đó các bạn nhé, có nhiều người mình can ngăn thôi. Ví dụ 1 hectare 2 hectare thì tôi nhổ đấy khoảng 500 cây cà phê, mình trồng 1000 trụ, hoặc là ai mà có máu phiêu lưu thì nhổ lấy 1000 thôi, 1000 cây bây giờ cũng trồng được tương đương 2000 trụ các bạn ạ. Còn giữ lại một cái nền nào đó cho mình, cái đường lui mình sống sau này, ví dụ giá cà phê tiêu mà nó xuống mà quy luật thị trường rõ ràng rồi, mình là người đi làm thị trường các bạn, nhưng mà mình hiểu rất rõ quy luật thị trường của Việt Nam, của không những Việt Nam mà thế giới các bạn. Không có cái gì gọi là cái nông nghiệp mà agri long các bạn nhé, bền vững các bạn. Mình nói thật ạ, không bao giờ có một cái cây nào mới bền vững hết, nhất là khoảng có tầm đôi 10 năm rồi đấy. Giá cả chỉ là một cái gọi là nhất thời thôi, nhưng mà các bạn phải biết rằng các bạn làm ấy, các bạn để mà kiếm sống ấy, các bạn kiếm sống nói chung là trang trải cuộc sống, thì các bạn nên làm có cách phù hợp hơn là các bạn đổ xô đi trồng một thứ. Có nhiều nhà bây giờ vay cả ngân hàng, vay ngân hàng vay hết rồi nhổ hết lên, bây giờ tiêu thì chết. Nếu mà tiêu có còn sống cái giá này thì sao trụ nổi các bạn, trụ không nổi các bạn nhé, chi phí quá cao dẫn đến là mất cân đối tài chính để trả nợ trong gia đình, rất là khó khăn. Cái làn di cư mà bỏ xứ ra đi đâu đó là ở cái Tây Nguyên này, các bạn cứ hình dung là mình không nói riêng ở vùng mình đâu, mà 5 tỉnh Tây Nguyên là các bạn, 5 tỉnh Tây Nguyên này. Có một cái số vùng ví dụ là không phụ thuộc vào cái cây công nghiệp đó thì mình không dám nói, như nói ví dụ ở Đắk Lắk là Krông Bông hoặc là Lắk hoặc là Buôn Đôn thì người ta không có phụ thuộc nhiều, thì cuộc sống mình bình thì không nói, nhưng mà nói chung quy lại ở Tây Nguyên các bạn mà trồng được cái công nghiệp thì các bạn nghĩ là từ cách đây 2 năm cái làn sóng di cư đi lao động nơi khác trẻ là đi sạch các bạn, bởi vì là không trụ được cái nền nông nghiệp này, cái giá nông nghiệp này, cà phê xuống và không phanh 5 năm rồi các bạn, nó xuống tụt thảm hại luôn các bạn ơi. Rồi tiêu từ 200.000 mà nó xuống giờ còn 35.000 chứ không dèm. Mà trong khi đó là các bạn không trang bị, là không có tích lũy nữa thì các bạn sống gì nổi qua ngày các bạn. Có những gia đình bây giờ là người già ở nhà trông cháu, hai vợ chồng trẻ đi làm kiếm tiền để làm gì các bạn? Mình chưa nói về cái chuyện mà trang trải cuộc sống các bạn. Kiếm tiền về mục đích là trả lãi ngân hàng các bạn, để mong giữ được cái vườn cây, mong giữ được đất, để có một ngày nào hy vọng nào đó để cứu được cái tài sản của mình. Nói như vậy là các bạn biết là hình dung là nó khủng khiếp như thế nào. Cho nên là cái nông nghiệp các bạn không phải cái cây bơ là cây cà phê hay là cây tiêu hay là cây sầu riêng, các bạn làm thì cứ làm các bạn, cân đối lại đừng chạy theo giá cả, giá lên thì mình làm theo kiểu lên mà giá xuống mình làm theo kiểu xuống. Nhưng mà cái bài toán đặt ra là các bạn có tích lũy các bạn nhé, thì cái bài toán mà nông nghiệp á, mình nói thật là các bạn có tích lũy mà bài toán giải nông nghiệp về giá cả thì nó dễ giải quyết hơn các bạn nhé. Đơn cử ví dụ là các bạn có tích lũy, có một số tiền tích lũy nhất định, có thể giá cả nó xuống thì mình tích trữ lại cái sản phẩm mình làm ra, mình sử dụng cái tích trữ của những năm trước á,
đó, để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này vậy. Sau đó là nó hàng nó phải phục hồi lại thì mình bán đi, mình bù lại cái tích lũy các bạn nhá. Đó, đó thì mình những cái gia đình nào mà có tích lũy thì mình nói. Nhưng mà những cái gia đình nào không có sự tích lũy thì cố gắng làm các bạn, nâng cao cái sản lượng lên, giảm thiểu cái chi phí xuống. Tích lũy dần các bạn. Thì trong vườn cây các bạn nên là cân đối lại, các bạn đừng trồng một thứ, các bạn trồng cái sen canh đi. Đó, thứ gì mình cũng có các bạn. Nhưng mà phải canh tác và có hiệu quả các bạn nhá, chứ không phải là cái gì cũng có đâu, mình không có gì để thu luôn đó. Mình phải biết làm, phải biết làm các bạn nhá. Nhiều người nói bảo là ông giúp ông nói như thế rồi ông có làm được không? Mình nói các bạn chứ mình sống khỏe các bạn. Nói về làm nông nghiệp này mình sống rất là khỏe luôn các bạn nhé. Mình gia đình mình thuần nông các bạn. Đấy, mình diện tích thì không nhiều đâu, 2000 có chưa đến 2 ha luôn các bạn, 2 hectare thôi. Nhưng mà mình sống rất là khỏe về cái nông nghiệp này luôn, mình nói thật luôn các bạn. Không phải là khoe khoang hay là cái gì cả, nhưng mà mình biết cách làm các bạn, mình vượt qua được. Mình chia sẻ như vậy chứ bây giờ mà nói thì nó khó, nói thì nó dễ nhưng mà làm thì mới khó. Nhưng mà mình cố gắng, cuộc sống cố gắng các bạn nhé, thì mình sẽ làm được. Hôm nay nói chung là mình vừa đi làm vừa chia sẻ những cái kiến thức cơ bản như vậy cho các bạn tham khảo thêm. Bây giờ là cũng tầm 11 giờ trưa, 10 giờ trưa thì mình đi về các bạn nhé. Về dịch bệnh này thì mình cũng không có ở lại được. Có nhiều người mời ở lại dùng cơm với người ta, nhưng mà mình tránh vô nhà các bạn nhé, tránh rủi ro cho người ta thì thôi, mình không có ở lại, mình đi về để nghỉ ngơi các bạn. Mấy hôm nay mình làm cũng mệt mỏi rồi, cũng phải cần có cái thời gian gọi là nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Mấy bữa nữa lại là chiến với thằng bố tiếp. Đấy. Ròng rã là 15 ngày đang mình tưới các bạn, mình không được nghỉ luôn. Có mỗi ngày hôm nay đứt ra để đi làm. Nhưng ngày hôm qua là mình không tưới nữa thì mình phải đi phun thuốc. Mình phải đi phun thuốc lại cho nó. Úp cái video đầu tiên mà quay ba cái chai thuốc đó. Mấy anh bán thuốc la làng quá trời nên thôi ngày hôm qua mình rút kinh nghiệm, mình không có quay nữa, không quay cái chuyện phun thuốc mà chia sẻ. Thì mình có một cái clip mà chia sẻ về cái thuốc và bệnh hoàn rồi, thì mình cho các bạn cái nền thôi đó, mà các bạn tự phải học hỏi. Như mình đây, ban đầu đi vào nhà nông nghiệp hai tờ giấy trắng, nó giống như tờ giấy trắng chưa có cái gì viết lên, cha mẹ cho có, ban đầu cho có 5-6 cà phê, 5-6 cà phê các bạn. Cưới vợ về cha mẹ cho ở riêng cho 5-6 cà phê, trong đó là mình dì thuộc làm thì cũng phải đi làm thuê làm mướn ở bên ngoài á, nói thẳng luôn nhé, làm công việc gì cũng vậy, đã đi ra ngoài xã hội làm chỉ có làm thuê làm mướn, làm cho nhà nước cũng phải làm thuê nhà mướn, tư duy như vậy. Mày cũng làm thuê làm mướn cho người ta lấy lát ngắn nuôi dài đi, bắt đầu là mình thu cà phê lên là bắt đầu là mình không có tiêu xài đến cà phê, mình chỉ có tiêu xài đến lương của mình thôi. Xong mình tái đầu tư trở đầu lại các bạn, mình tái đầu tư mình mua này, mình mua nọ, mua xe ô tô rồi mình làm. Sau đó là cha mẹ cảm thấy tin tưởng các bạn, mình làm cũng hiệu quả, cha mẹ tin tưởng bắt đầu giao hết cho mình luôn, giao thêm 1 hectare nữa. Đấy, giao thêm 1 hectare nữa làm thì mình cứ ngắn nuôi dài. Thì bây giờ mình tạo lập cho gần 10 năm, 2010 mình làm chính thức, mình làm riêng các bạn là 2014 các bạn, 2013-14. Đến giờ 6 năm các bạn, đến bây giờ mình quá ổn định rồi các bạn. Dần dần trong 6 năm mình trồng cây, trồng bơ, trồng sầu riêng, rồi trồng tiêu. Bây giờ nó cho gọi là tổng lực thu các bạn. Đấy. Thì mình đã ổn định rồi, về nông nghiệp thì mình khá ổn định. Thì bây giờ nó có vấn nạn nữa là trộm cắp nhiều quá, là bây giờ là phải tái đầu tư lại mà xây hàng rào các bạn. Cuộc sống bây giờ là người nông khổ quá các bạn. Làm ra sản phẩm rồi chưa chắc nó được thu á, lại phải tốn tiền xây hệ thống dài dằng dặc. Các bạn cứ nghĩ làm 2 hecta không liền một chỗ, xây được cái hệ thống hàng rào nó nhiều tiền lắm, tốn nhiều tiền lắm, vừa đơn giản thì mới trông được
trông coi được. Thì năm tới nữa mình lại phải làm một cái hệ thống hàng rào khủng khiếp lắm. Cứ ăn xong là cứ lấy ngắn nuôi dài, lấy ngắn nuôi dài. Thu được năm nay bắt đầu tái đầu tư lại thì dần dần nó mới ổn định được. Thì những bạn trẻ nào mà mới ra ở riêng mà có quỹ đất ít, và thật sự các bạn cần tư vấn cách làm nông nghiệp á, mà đúng ra gọi là cái thuật ngữ là agrilong á, tức là bền vững á, thì anh em mình có thể trao đổi về cái cách làm, về cái cách hiệu quả của bạn, nhất là các anh em nào mà đất nghèo á, đất nghèo dinh dưỡng á, mình có thể giúp các bạn là phục hồi cái đất nghèo đó bằng phương pháp của mình các bạn nhé. Nhớ các bạn nào ở cái vùng đất không được gọi là chủ phú về dinh dưỡng, mình giúp được các bạn được cái phần đó để gọi là giúp sức các bạn gọi là làm kinh tế, là ổn định cuộc sống. Đất nước mình người ta nói kêu gọi rồi, đất giàu thì dân, đất nước giàu thì dân là phải mạnh các bạn. Thì mình giúp được bạn nào mà thì giúp, bởi vì mình có một cái hệ thống tưới, nó tuy rằng nó cổ điển thôi, nó kết hợp phân bón các bạn, các bạn giảm chi phí mà tăng cao cái hiệu quả phân bón. Các bạn nghĩ coi, 1.000 trụ tiêu, 800 trụ tiêu của mình nhá, gần như xóa sổ các bạn, mình không biết cách làm, mình học hỏi mày mò các bạn, Bây giờ năm đầu tiên mình trồng á, mình không biết các bạn, mình hạ lúc trời mưa nó chấm tít các bạn, gần như xóa sổ luôn. Ai nhìn cha mẹ mình nó bảo thôi cái này thất bại, nhưng mà mình quyết tâm không để cho nó thất bại mà. Mình bắt đầu phục hồi cây, bây giờ cái vườn tiêu của mình đẹp mê các bạn. Người ta có tiền, người ta đầu tư cả tỷ tiền tiền cái vườn tiêu, thu được 1-2 năm chết các bạn. Mình trồng 800 trụ tiêu hết có mấy, chưa đến 100 triệu bạc các bạn. Mà một năm cái giá 35 này thôi, mình thu một năm hoàn vốn các bạn nhé. Một năm một hoàn vốn. Cái chi phí rẻ, cái chi phí bỏ ra rất là rẻ. Kể cả cái giá tiêu 35 này mình chỉ cần một năm hoàn vốn các bạn nhé. Mà chắc chắn mình sẽ hoàn vốn đó. Chứ không phải không có cơ sở, với cái vườn tiêu của mình phục hồi lại đẹp bằng cái phân bón mình tự chế là đẹp các bạn nhé. Cây tự xoăn, nó xoăn mà mình bỏ phát trong vòng gần nửa năm thôi, vườn cây phục hồi lại đẹp luôn đấy. Dĩ nhiên là không đều, mình không phải là tay trồng tiêu chuyên nghiệp, mình trồng gọi là cái kiểu mà có thời gian thì làm, có thời gian mình làm không thuê ra luôn bạn nhá. Từ trồng, từ đào hố, từ cột, từ bắn cái đồ đó, mình không thuê bất cứ một người nào các bạn nhá. Mà mình làm được 800 trụ tiêu là có bạn nghĩ nó như thế nào rồi. Không phải là đơn giản các bạn, làm cái gì các bạn phải chịu khó các bạn nhá, phải chịu khó thì mới được, mới cho kết quả được, với lại là canh tác thông minh lên một tí. Đấy, mình nói về các bạn đừng nghĩ rằng cái vườn tiêu mà nó giờ có giá 35 không là gì chặt bỏ. Mình thấy video clip các bạn đem cưa ra, các bạn cưa cái cây tiêu nó rõ ràng là đẹp. Mình các bạn cái đó sống cực đoan, sống cực đoan các bạn nhé. Mình đã trồng lên rồi, thôi kệ, cứ để mà thu các bạn này, 35.000 cũng được, 35.000 cũng được các bạn nha. Rồi dần dần kinh tế nó phục hồi chứ các bạn cứ đua theo cây trồng. Ngày hôm nay á, giá nó 200, nó xuống còn nó có 35.000, các bạn chặt, các bạn đi chuyển cây khác, cái cây kia 100.000, thế là các bạn có thu, nó cũng xuống lại các bạn. Cho nên là các bạn đừng chạy theo giá các bạn nhá. Mình khuyên chân thành các bạn luôn, mình bởi vì mình làm nghề trong cái ngành gọi là bên tài chính là mình hiểu các bạn nhé, mình hiểu rất rõ về giá cả các bạn nhé. Hôm nào mình có thời gian thì mình trao đổi với các bạn về cái cơ chế hình thành giá cà phê các bạn nhé. Các bạn làm nông dân các bạn mới hiểu được cái giá cà phê nó hình thành do đâu, các bạn biết điều chỉnh được. Các bạn comment xuống dưới, các bạn nói chung là muốn trao đổi về cái giá cà phê, mình sẽ làm một cái giá mà phân tích về cái cơ chế hình giá cà phê các bạn nhé, để cái người làm cà phê á mới biết tại sao cái giá cà phê nó không lên các bạn nhé. Cứ đón ra đón non nó không có cơ sở, có khoa học các bạn. Đó, mình gần về đến nhà rồi, mình kết thúc cái video ở đây các bạn nhé. Rồi nếu mà
anh em cần trao đổi về cái kinh nghiệm làm bên nông nghiệp để xây dựng cái nền nông nghiệp của mình một cách là theo ý muốn mình ấy. Với lại còn cái này cái nọ nữa thì các bác comment xuống dưới, các bạn xem biết mình đừng có chửi mình nha, bởi vì mình là tự nhiên thôi, mà làm quay vlog thì tự nhiên, không có gọi là